Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp số tiền ký quỹ tối thiểu là 500 triệu đồng trước khi được cấp phép mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Số tiền ký quỹ này sẽ được sử dụng để bảo đảm việc hoàn thổ nơi khai thác hoặc xử phạt nếu sau quá trình khai thác, đơn vị không thực hiện việc hoàn thổ hoặc chưa thực hiện các xử phạt vi phạm khác. Trường hợp kinh phí hoàn thổ và nộp phạt không đủ, đơn vị sẽ phải bổ sung thêm kinh phí để làm. Nếu đơn vị hoàn thành việc hoàn thổ, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ kiểm tra và hoàn trả số tiền cược nêu trên cho đơn vị cá nhân liên quan.